Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hồng Kông thành lũy chống chế độ độc tài Trung Quốc. Chiếm trọn trang nhất của báo Libertarian là bức ký họa của ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump theo hướng người ngược kẻ xuôi, mỗi người giang tay dạng chân ôm một nửa trái đất, miệng há thật to ngoạm sâu từng miếng. Bên dưới bức hình hí họa này là hàng tựa với dòng chữ Hoa Kỳ và Trung Quốc, đó là cuộc chiến lớn. Quan hệ giữa hai siêu cường thế giới đang xuống cấp rõ rệt kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ. Và xung đột song phương vẫn kéo dài, nhất là với cuộc khủng hoảng của viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh ngày 8 tháng 9 năm 2019, người biểu tình Hồng Kông kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump cứu giúp khi xuống đường biểu tình gần cổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Hồng Kông. Một số người mang biểu ngữ như sau: Tổng thống Trump làm ơn hãy giúp Hồng Kông và hãy làm cho Hồng Kông được tốt đẹp trở lại. Có người vừa đi vừa hát quốc ca Mỹ, có người phất cờ Mỹ và có người dương biểu ngữ kêu gọi Tổng thống Donald Trump giải phóng Hồng Kông. Tờ báo Libertarian số ra ngày 26 tháng 5 năm 2020 dành cả trang nhất, bài xã luận và hồ sơ 4 trang cho quan hệ Mỹ-Trung. Trong bài viết Mỹ và Trung Quốc quan hệ ngày càng tệ, Libertarian nhấn mạnh tới các hoạt động tuyên truyền và những cáo buộc nhúng màu thuyết âm mưu. Hai nước hiện giờ coi nhau như thù địch. Bắc Kinh đã tố cáo các lực lượng chính trị Mỹ đang đẩy hai nước đến bờ vực chiến tranh lạnh. Còn tại Washington, cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa đều không còn coi Trung Quốc là một đối tác. Và ngoài ra, họ coi đây là một đối tác khả nghi, hay còn là đối thủ, là một kẻ thù cần đánh bại cả về kinh tế, công nghệ, chính trị và địa chính trị. Trong bài xã luận Thành Lũy, tờ Libertarian nhắc lại vào hồi năm 1997, khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, ai cũng biết Bắc Kinh sẽ không ngừng ngầm phá hoại thành lũy chống chế độ độc tài. Sau 23 năm, Trung Quốc dường như đang tiến gần đến đích. Với đạo luật về an ninh quốc gia, Bắc Kinh đang có quyết tâm gần như tuyệt đối, nhất là khi căng thẳng với Washington đang ở điểm đỉnh và Bắc Kinh đang cần ghi điểm để chứng tỏ Trung Quốc có quyền năng tối thượng. Đúng là hình ảnh của Trung Quốc đã bị xấu đi do cách quản lý khủng hoảng khi dịch bệnh mới nổ ra. Nhưng theo tờ Libertarian, Bắc Kinh có thể hy vọng sẽ tận dụng cơ hội không dễ sớm có lại được. Đó là toàn thế giới đang phải đối phó với virus corona. Nước Mỹ thì đang trong chiến dịch tranh cử tổng thống, bị suy yếu do thảm họa y tế, bóng quản lý kém cỏi. Donald Trump không thể để mình đi nhầm nước cờ, khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến ngày bầu cử mang tính quyết định. Nước Mỹ lại đang bị virus corona tàn phá, và giả thiết Washington ra tay cứu nền dân chủ Hồng Kông rất ít khả năng xảy ra. Tuy nhiên, tờ báo Libertarian lưu ý đây là một thử thách không chỉ đối với Hồng Kông, tinh thần chinh phục của Trung Quốc đang cao hơn bao giờ hết. Không chỉ đơn giản là nhắm vào vùng đất nhỏ xíu mà là nhắm vào quyền tự do và quyền dân chủ. Và nếu quyền tự do và dân chủ bị sụp đổ ở Hồng Kông thì điều này cũng có thể sẽ xảy ra ở những nơi khác. Cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra trong nhiều lĩnh vực, từ lãnh thổ, chính trị, kinh tế và nhiều vấn đề khác. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tờ Liberia đã điểm lại những vấn đề gây mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Washington, mà tờ báo chơi chữ gọi là những hồ sơ nóng của cuộc chiến tranh lạnh mới. Cuộc đọ sức về Hồng Kông, cuộc chiến thương mại Đài Loan, Biển Đông, Tổ chức Y tế Thế giới và các trại tập trung giam hãm người Hồi giáo, thiểu số, Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Libera cũng đã giới thiệu bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Roland, chuyên gia về chính trị và an ninh châu Á, thuộc Văn phòng Quốc gia về nghiên cứu châu Á, có trụ sở tại Washington. Roland nhìn lại quá trình kéo dài nhiều thập kỷ mà Trung Quốc vươn lên thành cường quốc. Nhà nghiên cứu nhận định Bắc Kinh đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm, và việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ bỏ chính sách tiến từng bước nhỏ vào năm 2017 và đã đột ngột chấm dứt những thập niên mù quáng ở phương Tây. Tại sao Bắc Kinh muốn áp dụng đạo luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Hồng Kông là một câu hỏi được đặt ra. Hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2020, Quốc hội Trung Quốc cho biết sẽ thông qua đạo luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia tại vùng đặc khu hành chính Hồng Kông. Ý định này của Bắc Kinh đã làm hàng ngàn người dân Hồng Kông phẫn nộ, xuống đường phản đối, bất chấp các biện pháp nghiêm cấm tụ tập để chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán.
Câu hỏi được đặt ra, vì sao Trung Quốc lại muốn áp đặt luật an ninh với Hồng Kông vào đúng lúc này? Theo giải thích của báo Le Monde trên trang mạng ngày 25 tháng 5 năm 2020, đạo luật mà Trung Quốc và Quốc hội Trung Quốc sắp thông qua bao gồm 7 điều khoản, trong đó có 3 điều quan trọng nhất. Thứ nhất, điều số 2 nêu rõ Trung Quốc phản đối mạnh mẽ mọi hành động can thiệp từ các thế lực bên ngoài vào Hồng Kông. Thứ hai là điều số 4, cho phép các cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia được thiết lập ở Hồng Kông và mở rộng các hoạt động tại đặc khu. Đây được xem là một trong những lằn ranh đỏ cuối cùng cho đến lúc này. Sau cùng là điều số 6, điều khoản quan trọng nhất. Theo đó, Bắc Kinh được quyền triển khai các điều luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông và nhằm dự phòng, ngăn chặn hay trừng phạt mọi hành vi gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia như ly khai, lật đổ chế độ hay tổ chức hoặc thực hiện các hoạt động khủng bố cũng như các hoạt động của các thế lực nước ngoài và tiến hành từ bên ngoài nhằm can thiệp vào chuyện nội bộ của Hồng Kông. Đây là hình ảnh lực lượng hắc cảnh đang tấn công người biểu tình Hồng Kông vào hôm 27 tháng 5 năm 2020. Theo tờ Le Monde, đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh muốn thông qua đạo luật này. Từ năm 2003, chính quyền Trung ương Trung Quốc tìm mọi cách muốn Hồng Kông thông qua và thực thi điều luật số 23 trong luật cơ bản, một dạng hiến pháp của Hồng Kông nghiêm cấm mọi hành động phản bội, ly khai, phản loạn và lật đổ. Nhưng ý định của Trung Quốc bất thành vì luôn gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Hồng Kông. Đỉnh điểm là cuộc biểu tình phản đối có quy mô rất lớn chưa từng có trong 2 ngày mùng 9 và 16 tháng 6 năm 2019 đã gây bất ngờ cho Bắc Kinh. Làn sóng bất bình kéo dài cho đến khi xảy ra dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán mới được tạm ngưng do các biện pháp phong tỏa. Theo Bắc Kinh, chính sự bất ổn kéo dài tại Hồng Kông từ mùa hè năm 2019 chứ không phải là những cuộc trấn áp đã gây thiệt hại cho nền kinh tế đặc khu. Chính quyền Trung Quốc tỏ ra kín tiếng trước thắng lợi của phe ủng hộ dân chủ cho cuộc bầu cử địa phương vào hồi tháng 11 năm 2019 và cảm thấy bất an trước việc phe đối lập thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ của phương Tây. Chủ nhật ngày 24 tháng 5, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã nhắc lại rằng không can thiệp là một nguyên tắc cơ bản trong các mối quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, với nhà nghiên cứu Roland thuộc National ASEAN Research, các sự kiện Hồng Kông và những phản ứng của Bắc Kinh cho thấy rõ sự khác biệt trong quan niệm giữa phương Tây và Trung Quốc về quyền lực và đối lập. Phương Tây thì nghĩ rằng khuyến khích dân chủ tự do có thể góp phần kiến tạo hòa bình và thịnh vượng. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại quy cho việc quảng bá trên thế giới cái gọi là những giá trị phổ quát là nguồn cội của xung đột và bất ổn trên thế giới. Vì thế, ông Vương Nghị khẳng định vào hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 5 rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có hai hệ thống xã hội khác nhau và đó là kết quả của sự lựa chọn khác nhau của mỗi dân tộc và chúng phải được tôn trọng. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 5 năm 2020. Trước những chỉ trích của phương Tây cho rằng Bắc Kinh đã không tôn trọng tuyên bố chung giữa Anh Quốc và Trung Quốc vào năm 1984, theo đó, Bắc Kinh cam kết để Hồng Kông được hưởng một mức độ tự trị cao trong vòng 50 năm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhiều lần trong quá khứ xem văn bản này như là một tài liệu lịch sử, không còn có giá trị thực tế nữa. Và chế độ chuyên chế không hợp với tự do cá nhân của người dân Hồng Kông. Thông tín viên của báo Le Monde tại Hồng Kông, Florence, nhấn mạnh đến nỗi lo sợ của người dân Hồng Kông, nhất là vì hiện giờ không ai biết hệ lụy của thực sự của luật an ninh quốc gia mới sẽ là gì. Bà Lâm Trị Nguyệt Nga, lãnh đạo Hồng Kông, người hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bắc Kinh phát biểu vào hôm 23 tháng 5, là chính bà cũng không nắm được thông tin chi tiết. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra liệu các tòa án ở Hồng Kông vẫn có thẩm quyền hay không? Và làm thế nào để đạo luật mới dường như sẽ tiêu diệt quyền tự do có thể tồn tại với đạo luật hiện hành ở Hồng Kông và đảm bảo có quyền tự do cá nhân được ghi trong hiến pháp của Hồng Kông? Và biểu lộ sự phản đối với chính phủ có bị coi là hành động lật đổ hay không? Trong bối cảnh đó, thông tín viên của báo Le Monde đã ghi nhận nhiều thanh niên Hồng Kông rất quyết tâm để Hồng Kông được độc lập. Nhiều người đã hô hào, hãy kháng cự và chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng, hay hô khẩu hiệu trấn an, họ không thể giết chết hết chúng ta, và khẳng định độc lập của Hồng Kông là lối thoát duy nhất. Đối với giới trẻ, tính chuyên chế của chính quyền Bắc Kinh không thích hợp với tự do cá nhân của người dân Hồng Kông. Và cựu thống đốc của Anh đã nói Trung Quốc đã phản bội Hồng Kông. Đây là hình ảnh ông Tris Patten, thống đốc cuối cùng của Hồng Kông kể từ ngày 19 tháng 7 năm 1992 cho đến khi kết thúc chính quyền Anh trên lãnh thổ nước này
vào ngày 30 tháng 6 năm 1997. Trung Quốc đã phản bội người dân Hồng Kông, vì vậy phương Tây nên thôi nhún nhường Bắc Kinh. Theo lời ông Tris Paten, thống đốc cuối cùng của thuộc địa cũ của Anh, Bắc Kinh sắp sửa áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hồng Kông sau một chiến dịch biểu tình đòi dân chủ kéo dài vào năm ngoái tại thành phố này, muốn được hưởng nhiều quyền tự do không được cho phép ở Trung Quốc đại lục. Người dân Hồng Kông đã bị Trung Quốc phản bội, ông Paten được báo The Times của Anh dẫn lời và nói như vậy. Ông nói Anh có nghĩa vụ đạo đức, kinh tế và pháp lý đứng lên bênh vực Hồng Kông. Ông Paten giờ đã 76 tuổi, từng chứng kiến quốc kỳ của Anh Quốc được hạ xuống ở Hồng Kông khi thuộc địa này được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Sau hơn 150 năm cai trị của Anh áp đặt lên lãnh thổ này, sau khi Anh đánh bại Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất. Quyền tự chủ của Hồng Kông được đảm bảo theo thỏa thuận Nhất Quốc Lưỡng Chế được minh định trong tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Anh vào năm 1984 do Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương và Thủ tướng Anh khi đó là bà Thatcher ký kết. Nhưng việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh có nguy cơ hủy hoại tuyên bố đó, ông Paten nói. Mỹ đã gọi đạo luật này là hồi chuông báo tử đối với quyền tự trị của thành phố, và Anh nói họ hết sức lo ngại về luật mà họ nói là sẽ làm suy yếu nguyên tắc Nhất Quốc Lưỡng Chế. Và điều chúng ta đang chứng kiến là một chế độ độc tài mới của Trung Quốc, ông Paten nói. Và chính phủ Anh nên nói rõ rằng điều chúng ta đang thấy là sự hủy hoại hoàn toàn tuyên bố chung. Theo bản dự thảo luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông, Trung Quốc có thể sẽ thiết lập các cơ quan an ninh tại đặc khu này khi cần thiết. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết các nhà ngoại giao bên ngoài đang lo sợ Bắc Kinh thiết lập các cơ quan như vậy tại Hồng Kông có thể sẽ trao cho giới chức an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục các quyền thực thi pháp luật. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, giới phân tích và cả các đại biểu của Hồng Kông vẫn còn đang thắc mắc cần phải làm thế nào để mà các cơ quan an ninh quốc gia của chính quyền trung ương và địa phương có thể vận hành chung tại Hồng Kông và việc thực thi pháp luật sẽ được tiến hành ra sao để không gây ra tình trạng bế tắc hoặc một cuộc khủng hoảng do những xung đột giữa luật quốc gia và luật tại Hồng Kông. Bản dự thảo trên sẽ được bỏ phiếu vào cuối kỳ họp quốc hội ở Bắc Kinh, có thể là vào ngày 28 tháng 5. Theo báo Nikkei, luật an ninh quốc gia trên có thể sẽ sớm có hiệu lực là vào tháng 6, nhưng thời gian chính xác vẫn chưa rõ. Gần 200 nhân vật chính trị từ khắp nơi trên thế giới ngay ngày thứ Bảy đã lên án luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh cho Hồng Kông, trong đó bao gồm 17 thành viên quốc hội Hoa Kỳ. Và lúc căng thẳng quốc tế đang gia tăng về đề xuất thành lập các căn cứ tình báo của Trung Quốc ở Hồng Kông. Đây là hình ảnh lực lượng hắc cảnh thân Trung Quốc xem những người dân biểu tình Hồng Kông như kẻ thù, bất chấp dừng súng máy, quay và các nhà báo xung quanh, phóng viên quốc tế đang trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường. Lực lượng hắc cảnh vẫn thản nhiên đàn áp công khai. Trong một tuyên bố chung do cựu thống đốc của Hồng Kông Paten và cựu ngoại trưởng Anh Macron tổ chức, 186 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực lập pháp và chính sách mới, các luật đã đề xuất là một cuộc tấn công toàn diện vào quyền tự do, tự trị, nền pháp trị và các quyền tự do căn bản của thành phố, và là sự vi phạm trắng trợn tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Anh trao trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997. Nếu cộng đồng quốc tế không thể tin tưởng Bắc Kinh sẽ giữ lời khi nói về Hồng Kông, mọi người sẽ ngần ngại tin lời Bắc Kinh về những vấn đề khác, họ đã viết như vậy. Luật này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang xấu đi nhanh chóng, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch viêm phổi Vũ Hán, và các quan chức của Mỹ nói rằng luật này của Trung Quốc sẽ bất lợi cho cả nền kinh tế của Hồng Kông và của Trung Quốc và có thể gây nguy hại cho cách đặc biệt của lãnh thổ này trong luật pháp của Mỹ. Dù vậy, Trung Quốc đã bác bỏ chỉ trích của các nước khác là can thiệp vào chuyện nội bộ của họ. Một số nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và Đảng ông Trump và Thượng nghị sĩ Marco Rubio, quyền Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ và Thượng sĩ Ted Cruz đã ký tên vào bản tuyên bố. Những người ký bên Đảng Dân Chủ bao gồm dân biểu Elliot Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, và Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo đặc tuyển thường trực của Hạ viện Mỹ. 40 thành viên Hạ viện Mỹ và 8 thành viên của Thượng viện Anh cũng ký tuyên bố này, bên cạnh các nhân vật từ châu Âu, châu Á, Úc và Bắc Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ phản ứng rất mạnh nếu Bắc Kinh xúc tiến luật an ninh này tại Hồng Kông. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2020 với bản tin Hồng Kông thành lũy chống chế độ độc tài Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.